Thịnh Nguyễn mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Cùng với những tấm lòng chở tình yêu thương, giáo xứ Phương Lâm, Xuân Lộc cũng chia sẻ yêu thương đến các vùng dịch. Có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân, nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy, đã là lời động viên dạy bảo của Đức Cha Gioan, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong thư kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào trong dịch bệnh, đáp lại lời gọi mời là những chuyến xe tình nghĩa chở gạo, mì gói, thịt cá, rau, củ quả, nhất là chở cả tình yêu thương, chia sẻ của những người con Chúa ở Phương Lâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, đi lan tỏa khắp nơi. Cảm ơn những người đã quán đại đáp lại tiếng gọi mời. Chuyến hàng lần này có sự cộng tác nhiệt tình của các anh chị em Hiệp hội Lòng Thương Xót Chúa của hạt Phương Lâm. Xin Chúa thương chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả những ai đã hy sinh và chia sẻ ơn Chúa đến cho mọi người. Nguồn truyền thông: Giáo xứ Phương Lâm, hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc.